tối ngày 26 tháng 2 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước nhấn mạnh thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn nỗ lực vượt qua nhiều gian khó, hết lòng, hết sức cho sứ mệnh cao quý, chữa bệnh, cứu người. Là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam. Nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của xã hội. Dân cường thì nước thịnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt phải nhanh chóng hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp, thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, thuận lợi để y, bác sĩ, nhân viên y tế hành nghề, bảo vệ, hỗ trợ, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chủ tịch nước tin tưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế sẽ luôn đoàn kết và sáng tạo, chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân văn và cảm động, là nguồn cảm hứng lớn lao, mang đến niềm tin và hy vọng cho mỗi người, mỗi gia đình và cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho 15 tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6, gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích.